tỉnh. Thì như thưa như sư huynh đi, thì mấy hôm nay thì có rất là nhiều người ta đánh lễ của sư Minh Tệ, thì thầy bây giờ là giống như là đã mất tích qua cái lễ rồi, thì theo sư huynh cảm nhận như thế nào về những cái thời cuộc như vậy? Dạ. Đó theo như em suy nghĩ thì chắc không có gì đâu. Chắc bởi vì sư Minh Tệ ông tìm một nơi để tu một thời gian 3 tháng hạ của mùa hè nè. Dạ. Còn hết 3 tháng hạ mùa hè trời hết đổ mưa nè, rồi sư Minh Tệ chắc là cũng ông trở ra đi lại ngoài đường phố bình thường chứ không có gì. Theo lời em nghĩ là vậy đó. Vì thường thường này tháng thiết hạ, 3 tháng mùa hạ các thầy là phải tập trung vô chùa hoặc là tỉnh thất hoặc tỉnh xá nào đó để tu tập trong 3 tháng mưa. Nam mô Di Đà Phật. Theo lời em nghĩ là vậy. Dạ thì thôi cũng cảm ơn sư huynh chia sẻ. Rồi, thì sẵn đây sư huynh có thể chia sẻ cho em á là có những gần đây có những cái hiện tượng lạ, giống như là khi mà sư Minh Tệ mà xuất ra đi cầm cái nồi cơm điện, thì hiện nay thì có rất là nhiều chùa bỗng nhiên là vắng lặng, thì theo sư huynh nghĩ như vậy là có điểm báo trước gì không sư huynh? Cái đó thì nói về chùa thì mình không có nói được. Dạ. Mình không có nói về chùa, bây giờ mình tôn trọng sư Minh Tệ, mình nói về hạnh có sư Minh Tệ để dạ. Mình học hỏi sao đi. Còn nói về chùa mình không dám nói, rồi cái đó gia chạm tới mấy thầy đó. Dạ. Không dạ. Nói được. Nam dạ. 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 Thôi thì em sẽ hỏi là một vấn đề khác. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Có một cái câu hỏi mà em muốn hỏi đến anh. Tại vì hiện nay những người dân ở trên cả nước đổ xô về vùng đất Gia Lai, người ta cho vùng đất Gia Lai ngày xưa là dùng một vùng đất khô cằn sỏi đá đó, người dân sống khắc khổ đó, nhưng ngày hôm nay người dân lại cho vùng đất Gia Lai là vùng đất Phật và có hơn 800 tấn gạo đổ về vùng đất Gia Lai cứu khổ cho những người nghèo, và đặc biệt là các cấp chính quyền địa phương ở đó cũng ủng hộ cho những bà con có lòng thiện nguyện tính giúp đỡ cho bà con nghèo vùng đất Gia Lai. Thì anh thấy cảm nhận lời nói của bà con như vậy là có đúng hay không? Như anh nghĩ là cái đó là một cái phước hạnh, cái phước báo của sư Minh Tệ đã ông tu căn chánh rất là tốt đó. Thì từ cái phước báo đó là nhờ bà con cô bác cho vùng Gia Lai đó, cũng nhờ cái phước báo của sư Minh Tệ đó. Sao em nghĩ là như vậy thôi. Đó là cái phước báo của tu hạnh của sư Minh Tệ là rất là tốt đó. Dạ. Cái phước ông sẽ đem đến cho bà con vùng nghèo ở tỉnh Gia Lai những nơi khó khăn. Rồi em cũng có coi qua trên tháng những xe tải mà chở gạo chở quà lại tặng cho bà con cô bác đó. Cái đó có cái hạnh tốt, cái phước báo của sư Minh Tệ ông cũng đem lại cho cô bác hết. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, là chứng tỏ và sư Minh Tệ là một người đi xuất gia tu đạo, không cầu danh, không cầu lợi, không cầu tiền, chỉ cầu một bữa ăn trong ngày. Chính vì thế mà đã động lòng dân, bên cạnh đó đã thấu lòng trời, và bên cạnh đó sư Minh Tệ là một người là đã đem lại cái phước báo cho người dân trên cả nước nói chung, và đặc biệt vùng đất Gia Lai nói riêng, những bà con đó sẽ được hưởng cái hạnh tu của ngài và cái phước báo của ngài. Có một cái hiện tượng lạ nữa, và hiện nay thì anh cũng đã biết á, bà con đang xôn xao về cái vùng đất An Giang mình có một loài cây đó, có một loài cây tự nhiên trên cái lá đó là nó nở hình hoa sen và hoa mai. Thì anh cho em biết thêm về cái vấn đề này, đó là có phải là hiện tượng tâm linh không hay là thiên nhiên? Dạ, vô Phật, cái đó em cũng nghe nói qua mà nhưng em không có nói được. Bởi vì cái chuyện đó về tâm linh thì mình không có nói được. Dạ, thiên cơ, thế là thiên cơ bác thiên cơ. Cái đó là mình không có, mình không có tìm hiểu về cái mấy cái tâm linh. Dạ. Rồi mình hàng ngày lo tu tập. Sau này nữa thấy sư Minh Tệ ông làm cái hạnh ông rất tốt, mình chỉnh lại cái hạnh tu của mình. Dạ. Ước mong sau này được cho được như sư Minh Tệ đó. Mà em cũng mong một ngày nào sư Minh Tệ đi về An Giang. Em có nguyện với lòng em là em sẽ xin theo sư Minh Tệ sám hối 15 ngày đi theo cái hạnh đi ra như đó. Dạ. Em dừng cho nước suối và đinh lợi 15 ngày để đi theo làm sám hối cùng sư Minh Tệ là nguyện ước như đó. Dạ. Cũng chúc bà con cô bác trên cộng đồng mạng đó mai mốt ủng hộ cho sư Minh Tệ để càng ngày cho sư Minh Tệ được cái thanh tịnh tiến bộ đem phước báo đến cho bà con nghèo. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Sư huynh ơi.
sư huynh ơi, mà bây giờ ví dụ như sư huynh biết về cái hạnh tu á, thì em mong sư huynh cắt nghĩa giải thích luôn. Thì mình lại ví dụ như cái này là không phải là tâm linh, thì giống như cái này là mình hướng về ông bà của quyền. Thì có một sư huynh kia cũng có hướng dẫn là nói là khi mà chúng ta đó là đã ban có bị bệnh tật gì thì sám hối của quyền lại gian sinh thì một ngày là 360 lại, mà đúng 10 ngày thì những cái nghiệp căn hoặc là bệnh tật này kia nó sẽ tiêu trừ. Theo sư huynh nghĩ như thế nào là đúng sư huynh? Nam mô Di Đà Phật. Anh nghĩ là không phải mà mình làm gì bây giờ mình sống hàng ngày đi, mình làm những gì tốt đó và để cho tốt cho mình làm những gì xấu thì cái chuyện xấu đi đến với mình. Mà nếu nói vậy thì những người mà người nào ta cũng mắc cái nghiệp về ta nhiều người đó. Ví dụ mấy người mà ta bị nghèo khổ quá trời đi, nếu mà rồi ta bị xui tai nạn thì bắt người ta lại thì ta hết xui. Mà đó giờ có người nào đi lại làm lại những gì mà nó hết xui hết nghèo không? Bao nhiêu mình bây giờ mình hàng ngày mình tập những làm những chuyện gì tốt thì ngày mai chuyện tốt đến mình. Mà ngày nay mình làm việc gì xấu thì ngày mai chuyện xấu đi đến với mình thì thôi. Yeah. Cũng như mình trồng cái cây gì ăn quả đấy. Đó, nói ra vậy thôi chứ còn cái chuyện đó thì ai đặt sau thì mình nghĩ vậy. Chứ là cái chuyện đó mà nếu mà sám hối mà hết cái tội gì là sám hối được giàu lên thì mình hướng dẫn thử một vài người nghèo người xui đó. Có những người này kia rồi đó mình lại mình thử lòng cái coi người đó hết không. Không ngồi như là Phật. Thôi bây giờ để em hỏi anh thêm một cái câu cuối cùng. Là cái hiện tại là ở đây là hiện nay bà con cũng rất là xôn xao đang đổ về cái vùng đất núi Cấm An Giang. Thì anh biết là ngang núi Cấm thì nó có một cái núi mà cách đây là không biết bao nhiêu ngàn năm là có một cái hòn đá đó, nó mọc lên ở trên cái đỉnh núi hiên ngang đó. Nhưng từ khi mà nhà sư Minh Tệ xuất hiện và ngài ẩn tu thì người dân lại phát hiện cái cục đá đó là tự nhiên nó hiện lên một cái hình một vị nhà sư và trên vai có một cái áo tròn và ngồi hướng về cái phía nam như vậy đó. Thì người ta cho là hình dáng của một nhà sư, nhưng mà mình không dám khẳng định là nhà sư Minh Tệ, nhưng mà một số người cho rằng đó là cái hình dáng của sư Minh Tệ hiện diện. Cho nên bà con đang đổ về cái vùng núi Ông Két á, các ảnh á, để xem. Như vậy là anh thấy vậy là cái hiện tượng đó nó có trùng hợp không anh? Nam mô Di Đà Phật. Cái đó em cũng có nhìn thấy ở trên đài, em cũng có coi cái cục đá đó. Mà bởi vì cái sư Minh Tệ là ông cái người ông tu chân chánh, ai cũng đều mến ông chân rồi. Nếu ai mà nói cục đá đây giống cho sư Minh Tệ rất tốt, không có gì. Bởi vì sư Minh Tệ ông rất là chân chính. Đó là mình tôn vinh cho sư Minh Tệ, đó là điều đúng chứ không có gì. Em cũng thấy cục đá đó. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, chính vì thế mà em nghĩ là nếu mà người dân đến chiêm ngưỡng cái hòn đá đó thì cái điều đó là tốt. Thứ hai nữa là cũng góp phần đem lại cái lợi ích cho người dân ở đó, người ta mua bán sinh hoạt rồi là thuận tiện làm ăn trong cái cuộc sống sinh nhai của mỗi con người ở vùng đất An Giang này. Cho nên rằng mong rằng là cũng các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện cho người dân đến đó để chiêm ngưỡng và để ngắm nhìn những cái hình ảnh của một vị nhà sư tu chân chính để cho bà con tưởng nhớ. Bên cạnh đó thì cũng đem lại cái nguồn thu nhập cho cái người dân ở vùng nông thôn đó để phát triển lên thành dân giàu nước mạnh, đúng không anh ha? Em cũng chúc cho sư Minh Tệ sớm được về An Giang một lần để em cùng nhau để xin theo sư Minh Tệ để sám hối. Nửa tháng là 15 ngày đó, em cũng mong lắm, nguyện với trong lòng lắm, coi hàng đài trên ngày trên đài đó, rồi cũng ao ước cho sư Minh Tệ sớm được đi ra bình phục, đi như ngày bình thường khắc thực vậy đó. Bởi vì cái tháng này thường theo như em biết đó là tháng hạ, 3 tháng kiết hạ, ít ai đi khắc thực lắm. Bởi vì qua tháng mùa mưa đó rồi chắc sư Minh Tệ trở lại bình thường chứ không có gì. Em đoán là như vậy. Thì em cũng mong rằng không biết. Em cũng mong rằng một ngày nào đó sư Minh Tệ xuất hiện ở vùng đất An Giang. Tại vì em có nghe nhà sư lúc mà trả lời phỏng vấn của một vị Phật tử là hỏi ngài đã đi đến đâu rồi, thì ngài đã nói là ngài đã đi là từ Nam ra Bắc, chỉ còn thiếu 3 tỉnh ở miền Tây. Mà ngài nói 3 tỉnh miền Tây thì nói chung là mình chưa có nghe rõ là tỉnh nào. Thì cũng mong rằng một ngày nào đó ở miền Tây mình, đặc biệt là vùng đất An Giang,
sẽ có bức tranh của ngài Sư Minh Tuệ. Và em có nghe một cái thông tin nữa là ở núi Ông Cấm, ngày xưa là Sư Minh Tuệ đã từng ở nơi đó và đã từng tu tập ở đó. Có một cái vị mà cũng tu sĩ đã từng trò chuyện với Sư Minh Tuệ ở vùng núi Cấm. Thì em nghĩ rằng đây là một cái duyên lành mà Sư Minh Tuệ đã đặt chân đến đây rồi. Nhưng mà mong rằng một ngày nào đó ngài sẽ quay về ở vùng đất An Giang này để bà con cùng đi bộ hành với ngài, để trao dồi cái con đường mà tu tập của mình. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn anh ha. Dạ, anh cũng cầu chúc cho Sư Minh Tuệ sớm qua 3 tháng mùa kết hạ đó, cũng mong cho Sư Minh Tuệ trở lại đi bình thường trên các thật hàng ngày trên đường phố, mà cũng mong bà con cô bác và các anh em YouTube trên cộng đồng mạng đó, sau này lỡ có gặp Sư Minh Tuệ đi, mình cũng có cái sự mà sắp hàng tử tế hai bên bờ lề để cho Sư Minh Tuệ đi, đừng cản trở giao thông, để cho tự nhiên nó đi hết tỉnh này sang tới tỉnh kia. Dạ. Ông bà con cô bác và những cộng đồng mạng đó, sau này nói kính lễ Sư Minh Tuệ vậy đó. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì cũng mong rằng cô bác á, thương tình đó, là sau này Sư Minh Tuệ có xuất hiện là chúng ta đứng hai bên đường thôi, tỉnh lễ ngài, đừng đi á, làm cản trở giao thông, làm cho ngài á, là cản trở con đường tu tập của ngài. Bên cạnh đó thì cũng mong rằng các anh chị em nào mà có cái ý nghĩ xấu về Sư Minh Tuệ, thì quý vị hãy xem những cái nghiệp mà những cái người nói xấu Sư Minh Tuệ, thì hiện nay là nghiệp báo đã đến đó, cho nên chúng ta đừng nên nói xấu một vị nhà sư chân chính thì sẽ rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì em cũng xin hỏi anh thêm một câu là hàng ngày anh đi á là làm từ thiện vậy đó, anh đem nước cho bà con uống rồi đi hút đinh ở trên đường, thì họ xin hỏi anh kinh phí ở đâu ạ? Bởi vì anh đi đó là tiền ở nhà có mà không, mình không có mạnh thường quân, ngày đi vậy đó anh cho có 20 lốc nước suối à. Dạ. Rồi có cái 50 ngày ở gặp cô bác trên đường phố ủng hộ 50.000, 100.000. Dạ. Mà 50 ngày mới gặp mà ta ủng hộ cho mình đổ xăng. Dạ. Đó, cầu chúc cho mình đi hoài đừng có nghỉ, cũng tôn trọng nhờ cái sự mà cô bác trên đường phố đó cũng ủng hộ lời nói rồi ủng hộ bằng tiền đó. Dạ. Mình cũng mừng lắm và cũng tiếp tay chung với mình, bởi vì đó là mình không có mạnh thường quân nào tài trợ chẳng hạn. Nam mô Như Đạo Phật. Thì nếu mà anh đi như vậy thì anh bỏ tiền túi trong nhà của mình bằng sức lao động của mình ra để mình đi giúp đỡ cho bà con. Nếu mà đủ duyên thì bà con trợ duyên cho anh thì anh vẫn nhận, đúng không anh? Dạ, dạ, dạ. Mình mua nước suối rồi, tại vì em có môn để em sám hối lòng công quả hàng ngày. Bởi vì em không có làm gì đó, em người tu sĩ tại gia. Hàng ngày mình có đi sám hối lòng công quả, mình đem lại một cái lợi ích gì cho xã hội một chút đỉnh vậy đó. Nam mô Như Đạo Phật. Hôm nay trao đổi với anh, đây là một cái duyên lành mà tụi em đi trên đường bất ngờ gặp được cái một cái vị tu sĩ đi hút đinh trên đường và phát nước suối miễn phí cho bà con. Thì tụi em cũng là một cái người đại diện trong nhóm, cũng đi tìm những con đường chánh pháp của những vị cư sĩ để gửi đến tất cả các bạn mạng, không phải là để câu view câu like, mà muốn chia sẻ những cái hình ảnh về những vị cư sĩ tu chân chính cũng giống như Sư Minh Tuệ. Thì mong rằng các cô bác nếu cảm mến và cho rằng anh em làm đây là một cái công việc đúng có ích cho mọi người, thì hãy cho anh em chúng tôi một like, chia sẻ, một lượt đăng ký theo dõi để có nhiều động lực hơn còn tiếp bước trên con đường tìm những vị sư minh sư khác để gửi đến quý vị những hình ảnh tươi đẹp hơn, cuộc sống lành mạnh hơn cho mọi gia đình đều có tấm lòng thương Phật. Nam mô Di Đà Phật. Xin kính chúc anh luôn luôn gặp nhiều niềm vui và được sự giúp đỡ của nhiều bà con cô bác. Cảm ơn anh.